Tiếp tục thông tin về tình hình thời tiết, không khí lạnh xuống sâu, sáng sớm nay thì ngay cả Nam Bộ thì cũng se lạnh. Không biết là nhiệt độ cụ thể thế nào vậy chị Lan Chi? Vâng, sáng sớm nay thì nhiệt độ ở khu vực Nam Bộ ở mức thấp ạ. Ngay tại thành phố Hồ Chí Minh thì lúc 4 giờ nhiệt độ đo được là 24 độ C. Trời se se lạnh ạ. Mọi người ra ngoài sớm thì phải mặc thêm áo khoác mỏng. Dự báo là 2 đến 3 tiếng tới có nắng thì nhiệt độ mới tăng dần. Đến trưa chiều nay dự báo là thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác phổ biến từ 29 đến 32 độ C. Còn với Tây Nguyên nền nhiệt thấp hơn. Ở Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột là từ 27 đến 29 độ C. Ở miền Trung ngày hôm nay nắng xuất hiện ở Phan Thiết, Nha Trang và Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa. Thế còn lại các thành phố khác thì trời vẫn nhiều mây. Nhiệt độ hầu hết là từ 24 đến 28 độ C. Miền Bắc thì đến 7 giờ sáng trời vẫn rét. Dự báo là đến trưa chiều nay có nắng thì sẽ làm nhiệt độ tăng nhanh, có thể tăng đến cả chục độ C so với lúc này. Thủ đô Hà Nội và các thành phố tăng lên cả chục độ, lên mức là từ 25 đến 27 độ C. Thế nhưng lưu ý là độ ẩm trong không khí giảm thấp ạ, nhiều nơi dưới 55%, trời hanh khô. Cảm ơn chị Lan Chi với những thông tin vừa rồi rất là hữu ích khi mà vào ngày cuối tuần rất là nhiều những gia đình sẽ tham gia các hoạt động ngoài trời.